ngoái làm Bố Đơn Thân, năm nay là tại vì cái phim năm ngoái là quay trước đó nữa rồi đó, mà tại vì dịch đó cho nên bị dời, nó vô tình thôi chứ không có một cái sự sắp xếp, và cũng không có là mà cái phim này thì cái nội dung của nó khi mà mình xem mình sẽ thấy nó khác hoàn toàn cái phim kia, nó hay hơn, nó hay hơn rất là nhiều luôn á, tại vì mình đã có kinh nghiệm rồi này kia mình bỏ vô nữa. Với lại thật sự ra khi mà tại vì lúc mà làm dự án này thì cái vai trò của Luận trong phim nó cũng không có nhiều, cho nên là cũng không có gọi là sao ta, gọi là không không có tham gia nhiều ở trong cái lúc mà quay phim á. Nhưng mà khi mà ngày nào mà mình lên mình quay á, mình thấy được những cái đoạn mà cha con diễn với nhau á, thấy rất là thích, và chắc chắn một điều là khán giả sẽ không có thất vọng với cặp cha con này đâu. Xin cảm ơn. Cảm ơn Luật ạ. Câu hỏi thứ hai. Anh Thái Hòa, khi mà quay trở lại với màn ảnh rộng cùng với nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân thì có những kỷ niệm vui nào ở trường quay không ạ? Sợ nhất là hỏi kỷ niệm vui lúc quay phim. Sợ lúc quay phim thì lúc nào mình cũng thấy vui, nhưng mà hỏi lại không dần nhớ vui gì. Tại mày quá đúng không ạ? Mà mấy cái vui nó bậy không đâu kể được. Đúng không? Mình với con thì nhiều năm mình mới làm lại với nhau, thì gặp nhau thì cô cháu cũng ngồi nói chuyện ôm lại giống như mọi người thôi, hồi xưa sân khấu sao giờ sân khấu làm sao, ngồi kể lại thôi. Với mình thì cái chuyện mà vui nhất đó là quay tốt thôi. Quay tốt thì ngày nào về cũng vui, còn quay không tốt là không vui. Chứ gặp lại người này gặp lại người kia thì nó không vui bằng cái chuyện quay. Dạ vâng ạ. Hợp tác tốt và hiệu quả đó chính là niềm vui. Còn với câu hỏi tiếp theo là lý do vì sao mà nhà sản xuất lại quyết định tiếp tục hợp tác với anh Thái Hòa sau 2 năm với Thị Trắng Bóng. Nhớ câu hỏi rồi. Tại vì thật ra nếu như mà nói đầu tiên á, mình chưa tìm ra được cái vai người cha, đúng không anh Đảng, là chưa tìm ra được là ai sẽ đóng vai người cha của con nhóc. Nhưng mà bạn tới bạn lui xong rồi nghĩ ra cái option là sao mình không mời anh Thái Hòa, thì có nói với anh Đảng, thì Đảng nó nếu mà mời được anh Thái Hòa thì quá tốt rồi. Tại vì anh Hòa cũng chưa đóng cái vai nào già, có đóng vai người cha nhưng mà chưa đóng cái vai nào già nhưng mà lạ như như vậy, thì mình mới nghĩ là chắc sẽ mời anh Hòa. Nhưng mà thật ra lúc đó là rất và sợ là anh Hòa từ chối, tại vì mọi người biết rồi anh Hòa rất là khó khi mà kén kịch bản, ngay cả cái Tiệc Trăng Máu thì anh Hòa cũng đã bị kén khó mời anh Hòa rồi, và bản thân nhà của Trang cũng đã mời anh Hòa mấy lần rồi, lâu lâu anh hay nhận được cái tin nhắn của em đúng không, là anh ơi anh chịu đóng phim lại chưa đồ này nọ đó, là để mình dò hỏi trước để mình mời anh Hòa, nhắn lại chưa em ơi. Là mình biết là anh không chưa có sẵn sàng quay trở lại. Không phải làm Mà giá, làm giá. à, làm giá hả? Làm giá là nó chịu nói em là bao nhiêu để em làm giá lại. Nói cái này để tự 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 nhận ra. Thì đó, tự nhiên cứ làm một mấy cái mình cứ hỏi anh ơi là chuẩn bị anh đóng phim chưa, mà anh cứ nói là chưa em ơi, chưa anh chưa sẵn sàng là ABC các kiểu. Thì đó thì lúc đó anh chờ câu sao, ví dụ như anh nói chưa, anh chưa sẵn sàng, 2 tỷ bây giờ em biết nhiêu rồi đó, giờ em biết rồi. Cho nên cái lúc mà mời anh Hòa đó là Trang cũng phải nhờ mối quan hệ, mình phải nhờ cái mối quan hệ là mình phải suy nghĩ coi là anh Hòa ảnh quen ai trong cái group này, rồi coi là anh Hòa nể cái người nào thì mình nhờ cái người chị đó mà liên hệ với anh Hòa, xong rồi em mới ra em nói chuyện với anh. Khi mà ra nói chuyện với anh Hòa thì có kể cái câu chuyện của cái nội dung đây nè, em nhớ là em kể gói gọn câu chuyện hai cha con mình có 10 câu thôi. Em kể bằng cả tâm huyết luôn á mọi người, em kể bằng cả tấm lòng cả tâm huyết luôn để mà mời anh Hòa đó. Thì 10 câu, nói gọn 10 câu thì anh Hòa nói là nói miệng đó là anh thích cái kịch bản này, anh thích cái ý này. Rồi là theo như Trang lúc đó là Trang không biết là anh Hòa có nhận hay chưa, nhưng mà mình đinh ninh là anh Hòa nhận rồi. Cái linh cảm là anh Hòa thích cái này là anh Hòa sẽ nhận, bởi vì những cái mà anh không thích là anh từ chối liền rồi. Đó đó là cái Giang đang chia sẻ cái rất là khi mà tại sao mà mời anh Hòa đó, tại vì mình thấy anh Hòa nếu mà diễn cái vai này thứ nhất là lạ,
Thứ hai nữa là mình tin tưởng tuyệt đối vào cái tài năng của anh Hòa có thể hóa thân vào một người cha nát rượu mà thương con. Cho nên đó là lý do tại sao mời anh Hòa. Dạ vâng ạ, cảm ơn câu chuyện chia sẻ rất là thật đến từ chị Thu Trang ạ.